Làm nghệ thuật á, nên có một trái tim nhạy cảm một xíu. Chứ yếu đuối quá thì cũng không nên đâu. Đám đông, bà làm cái gì vậy? Tôi làm gì thì kệ tôi, không liên quan đến mấy bà, mặc kệ tôi. Sống ở Sài Gòn á mà yếu đuối quá, sao mà sống nổi. Để em cho anh mượn, anh xài đỡ. Tí em đưa anh ha. Thường quá à. Nói ra đi, bày tỏ hết nghĩ suy nghĩ ngại chi.